Xin chào các bạn nha. Hôm nay mấy bố con tôi lại tiếp tục đi vào trong rừng sâu để đi câu các bạn ạ. Hôm nay đi câu nhé các bạn nhé. Vậy hôm nay tôi lại đưa con đi ra bờ sông. Đây có một cái con sông rất là to các bạn ạ. Mùa này thì nước nó dâng lên rất là nhiều. Và nơi đây cũng là một nơi địa danh rất là đẹp các bạn ạ. Giới thiệu với các bạn trước đây là khu này đã từng được đóng phim bộ phim Cha Cõng Con nha các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa con đi lên trên này để đi câu. Đây ông con đi lên trên kia rồi. Đấy, còn mấy bác này đi câu dã ngoại, câu bằng xuồng máy các bạn ạ. Các bạn thấy phong cảnh ở đây có đẹp không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Giờ là đi câu. Hôm nay có một bác hàng xóm nữa cũng đi cùng. Đấy, các bạn thấy chưa? Con câu đi. Không có cần. Không có cần à? Sửa được mấy cần đấy anh Toàn? Bảo câu không? Ôi chỗ này sao ngô bị nát thế nhỉ? Khả năng nối cái này không câu ra ngoài kia được đấy nhỉ? Nối. Cái này quả. Móc câu. Cái này cứ móc có câu thôi nhỉ? Móc cho Bảo câu nhá. Con câu từ kia. Con câu kia. Nha. Đây cũng có người câu ở đây mà anh Toàn. Đây này. Không được. Chắc là có cá đây mới có người câu ở đây. Chỗ cắm cắm cần kìa. Đây thuyền bè đi thường xuyên nhé các bạn nhé. Rất là đẹp. Tí tôi sẽ cho các bạn xem toàn cảnh ở trên cao nhé các bạn nhé. Kia có hai bác đi câu dã ngoại đi cả tuần đấy các bạn ạ. Đấy, mỗi người một cái xuồng đi. Bằng xuồng máy nha các bạn nhé. Thank you.
hai bố con đi câu đây. Đấy, ba hàng xóm nữa. Gần một tiếng đồng hồ nhưng mà chưa thấy đả động gì. Cần tây. Chưa thấy con nào cắn. Hay ăn mất mồi rồi. Ăn đi. Ăn mất mồi không? Ồ, mắc rồi. Cũng cây xấu hổ. Đúng không? Mắc mất rồi. Ăn mồi chưa? Chưa. Chưa. Ôi, tìm con vật. Câu mồi giun nha các bạn nha. Rồi, tin con vật cái này nó không lùi lại không? Xấu hổ ấy. Tin không? Tin. Bà cần trên cũng không thấy gì. Chắc cá đi ngủ hết à. Làm gì ấy? Bây giờ nó cụp vào rồi. Còn sao mà bắt được? Hôm nay không cho con gái đi nha, chỉ mỗi con trai đi thôi. Con trai đi với làm được. Ừ. Vì con gái đi nó hay đòi về lắm. Nghịch nước, sông suối này không thể trông được. Sâu. Ý lằn xuống. Nó hiếu động. Bố cho mình thịt cơm. Để đấy. Cứ để đấy thôi, nào nó ăn thì mình giật. Em nó cứ rung rung cần á. Ừ. Rung rung kìa. Cái kìa. Rung. Đây. Chưa thấy gì. À, giới thiệu với mọi người, ở bên sông bên kia ấy, thì có một cái ngôi làng hoàn toàn tách biệt nhé, không có giao thông đi lại nhé các bạn nhé. Đây, tôi sẽ cho các bạn vào xem này. Đấy. Ở bên này thì có một cái cánh đồng rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đồi cỏ cũng như là những cái bãi cỏ, những cái ruộng, thửa ruộng bậc thang rất là đẹp đúng không ạ? Bên trong lại có những cái làn khói buổi chiều rất là mộng mơ luôn. Và dọc theo ngôi làng này đi xuống về bên dưới dòng sông ấy thì có một cái khu di tích lịch sử từ thời Pháp thuộc nha các bạn nhé. Đó chính là một cái kho muối để tiếp cho các cái đồn binh trại lính của Pháp ở trên căng Bắc Mê đây các bạn ạ. Đấy, chỗ trong đấy nó có một cái thác các bạn ạ. Ngày xưa đập thủy điện chưa dâng ấy thì con sông này nó thuyền bè không đi lại được đâu, rất là phức tạp. Đấy, có những đoạn có thác rất là cao các bạn nhé. Đấy, vì vậy thực dân Pháp đã xây một cái kho muối ở đó và người ta vận chuyển bằng thuyền lên đến cái chân thác thì người ta dừng lại ở đó và người ta tập kết muối ở đó. Có lẽ là một ngày nào đó thuận lợi thì tôi sẽ sang và tôi khám phá review cho các bạn xem về cái di tích kho muối đó cho các bạn xem nhé. Nếu mà các bạn muốn xem thì nhớ comment nhé, cũng như là ấn like, share, chia sẻ cho tôi nhé. Để tôi tiếp tục đi khám phá các cái vùng miền cũng như là các cái di tích lịch sử, cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam nha các bạn nhé. Bây giờ là lại tiếp tục câu thôi. Hai bố con câu mãi chả được con gì các bạn ạ. Buồn lắm. Cho hẳn ra ngoài đi. Đứt rồi. Thôi về thôi con ơi. Thất bại. Hôm nay thảm hại. Không có gì ăn. Bơi vứt xuống sông. Vứt sông. Ôi, câu hơn một hơn 2 tiếng đồng hồ không thấy gì các bạn ạ. Hô cá.
Thôi, đi về thôi. Không có gì. Ừ, trước nó có nhiều cá bây giờ. Trước nước lên tận trên này vẫn câu bình thường chỗ này mà. Và bây giờ ít cá rồi. Hết rồi. Ôi, đi về đi. Không có gì. Đâu cần anh đâu. Ôi, nó lại tụt ra. Đấy các bạn ạ, hôm nay đi câu bị móm các bạn ạ. Thực sự là rất là buồn. Đấy, nhưng mà được lại cái là ở khu này không khí rất trong lành và đẹp nhé. Phong cảnh cũng rất là đẹp luôn đấy. Đấy. Đấy, nếu mà các bạn thấy phong cảnh nơi đây đẹp và thơ mộng thì cho tôi xin một like nhé. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý tiếp các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.